Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Audio. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là ổ khóa ngậm cửa hậu phía sau xe của xe Toyota Innova 2017. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Toyota tại Thái Lan, Malaysia. Đây là cái mã sản phẩm của nó này, 69350-0K1910. Đây là hàng được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan anh em nhé, được phân phối bởi An Thái Auto. Đây chính là cái cơ cấu của nó. Con này nó là điều khiển bằng điện anh em nhé. Chờ em một chút. Chờ em một chút. Anh em cùng nhìn. Quy cách đóng gói của sản phẩm, mỗi một sản phẩm sẽ được để trong một chiếc túi ni lông và được đựng trong một chiếc hộp với tem mác mã đầy đủ. Đây anh em nhé. Đây. Đây chính là cái ba rắc điện để nó điều khiển cái đóng mở của cái cửa hậu phía sau đấy. Đây là cái khóa ngậm của nó này. Khi chúng ta đây là cái rắc điện thì chúng ta điều khiển trên công tắc điện thì cái này nó sẽ là mở ra và đóng phập cái đây. Anh em cùng nhìn nhé. Thì vừa rồi em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái ổ khóa ngậm phía sau xe của xe Toyota Innova 2017. Cái đời này nó sẽ là ti cơ nha anh em nhé, nó sẽ có đời bản ti điện thì cái giá thành của nó sẽ hoàn toàn khác. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.